vừa qua dưới sự chỉ đạo của trung ương hội nông dân việt nam và bộ công thương cục phòng vệ thương mại và báo nông thôn ngày nay báo điện tử dân việt tổ chức hội thảo giải pháp cho ngành mía đường việt nam trong tình hình mới tại hội thảo đại diện bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các chuyên gia kinh tế đại diện hiệp hội mía đường việt nam người nông dân trồng mía và các doanh nghiệp sản xuất mía đường đã thảo luận đánh giá thực trạng ngành mía đường khi thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa asean atiga áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thế nào để bảo vệ ngành mía đường trong nước được biết, sau nhiều năm duy trì chính sách bảo hộ đối với ngành mía đường, Việt Nam bắt đầu thực hiện cam kết theo Hiệp định Atiga đối với ngành đường không giới hạn đường nhập khẩu từ các nước ASEAN và áp dụng mức thuế nhập khẩu 5%. Tuy nhiên, bằng cách trợ cấp giá khi xuất khẩu và bảo hộ thị trường trong nước, các nước như Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia, Myanmar đã gia tăng xuất khẩu đường vào Việt Nam, Ước tính trong 10 tháng đầu năm 2020, số lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam lên gần 885.000 tấn, lớn hơn cả lượng đường sản xuất từ mía trong nước. Ngoài ra, lượng đường nhập lậu cũng rất lớn gây khó khăn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Để ngành mía đường phát triển bình đẳng, Bộ Công Thương cho biết trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của các doanh nghiệp đại diện cho ngành mía đường bộ đã ra quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ thái lan điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô hfcs có xuất xứ từ trung quốc và hàn quốc cùng phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức lại sản xuất quy hoạch vùng nguyên liệu xây dựng chính sách hỗ trợ ngành mía đường để phát triển bền vững